Nhận định bóng đá Tây Ban Nha với Hy Lạp. 2 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3, Tây Ban Nha sẽ đón tiếp Hy Lạp trên sân nhà. Nhận định Tây Ban Nha với Hy Lạp là một cặp đấu khá chênh lệch đẳng cấp ở thời điểm hiện tại. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phong độ thi đấu gần đây của các cầu thủ Tây Ban Nha là khá ổn. Thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đã bất bại 4 trên 5 trận gần nhất, trong đó có 2 thắng, 2 hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, đội bóng này đã gây được ấn tượng khi đánh bại tuyển Đức 6-0 trong trận đấu quốc tế gần nhất. Tây Ban Nha đang là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị đầu bảng xếp hạng. Về phía đội khách, Hy Lạp đang có được phong độ tốt với 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 trận thắng là 2 trận hòa. Bên cạnh đó, Hy Lạp cũng có được phong độ thi đấu sân khách rất tốt khi đã thắng trong 3 trận gần nhất và mới chỉ nhận được 1 kết quả hòa. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp và thực lực, rõ ràng Hy Lạp không thể đứng chung mâm với Tây Ban Nha. Nhận định Tây Ban Nha với Hy Lạp. Thành tích đối đầu trong 5 trận gần nhất của hai đội nghiêng về Tây Ban Nha. Trận này Tây Ban Nha chắc chắn là đội kèo trên và chấp Hy Lạp đến tận 2 trái. Tỷ lệ tài xỉu là 3 trái và có dấu hiệu giảm điểm ở cửa xỉu, cho thấy trận này kèo xỉu là khả thi. Dự đoán Tây Ban Nha 3-0 Hy Lạp.